Em xin kính chào quý cô chú bác cùng toàn thể anh chị em và các bạn. Hôm nay em bán cây Yamaha BAC112Z qua sử dụng ha. Cây này em mới thu của khách luôn. BAC112Z ha. Đó. Thì đầu tiên về tình trạng thì cây này là cây em thu lại của khách và khách đã sơn lại body ha. Đó. Tại vì màu 112Z nó không có cái màu này. Đó. Đây là cái màu xanh min, có vẻ như khách này khá là trend ha, bắt trend đó, những cái màu này là đang là hot hiện nay đó. Rồi, body sơn lại ha. Có trầy một vết nhỏ ở đây. Đấy. Dạ thôi. Rồi. Về pickup thì khách đã nâng cấp lên cái bộ pickup SEGH hay còn gọi là Yamaha Select của EMG. Tại sao lại biết được? Tuy là nó mờ nhưng mà mình nhìn kỹ này, nó vẫn còn cái chữ ở đây. Đây nè mọi người nè, mọi người lấy về nhìn kỹ sẽ thấy. Đây là bộ Select by EMG, khá là ok ha. Rồi, phím còn rất là mới. Khóa đã thay thành khóa gold hạt que mạ vàng ha. Cái nói chung cây này so với cái cây 112 zin thì nó hay hơn rất là nhiều. Nói chung cái bộ pickup này rất là ok này, HSS. Đó. Rồi, đó là sơ bộ về ngoại hình. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần test âm thanh của cây này, từ clean overdrive cho đến high gain ha. Vừa rồi thì em đã giới thiệu và test âm thanh cho mọi người nghe cái cây Yamaha BAC112Z. Thì cây này em bán lại 3 triệu rưỡi, giá rất là mềm ha mọi người. Đó. Rồi mong mọi người ủng hộ, mọi chi tiết cứ liên hệ Zalo 0906 947 817. Em là Thịnh Việt Thương, xin chào ạ.